ngoài những thông tin nói ra chúng ta cũng có một số những thông tin ở bờ khác liên quan đến crypto. Các bạn đã thấy trên màn hình đó là chúng ta đã có thông tin đến từ nước Brazil rồi các bạn. thì thông tin này là gì? thông tin này đó là chúng ta đã thấy được là hiểu đơn giản là cái bộ quốc hội ở bên Brazil đó thì đã thông qua một cái dự luật các bạn. đây là một cái dự luật để mà chấp nhận tiền điện tử là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Brazil đó các bạn và cái dự luật này đó cũng đưa ra một cái khuôn khổ pháp lý để cho những công ty crypto có thể hoạt động một cách hợp pháp và được à, pháp luật bảo vệ. Và Brazil là một nước lớn hơn nhiều so với Salvador cho nên đây là một trong những thông tin rất là lớn luôn các bạn. Một quốc gia lớn như vậy là có thể chấp nhận crypto làm phương tiện thanh toán hợp pháp, cùng với lại là chấp nhận thị trường crypto này. Thật ra đó, crypto vẫn hoạt động ở Brazil các bạn trong thời gian qua thì cái mà chúng ta thấy đây đó là trong thời gian qua đó crypto hoạt động ở Brazil chúng ta cũng có những cái quỹ ETF liên quan tới crypto ở Brazil nhưng mà đây là cái bước tiến tới rất là quan trọng, có nghĩa là không những là crypto hoạt động gần đây mà bây giờ đó cái sự hoạt động đó đã được hợp pháp, đã được công nhận bởi pháp luật và được bảo vệ theo luật pháp ở Brazil. Đây đương nhiên là một cái thông tin rất là lớn rồi các bạn. Nhưng mà điều khác biệt ở đây đó là không giống như là El Salvador, El Salvador đó thì chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp. Nó khác với lại Brazil. Brazil là chấp nhận crypto làm phương tiện thanh toán hợp pháp. Sư khác biệt lớn nhất ở đây đó là khi mà El Salvador chấp nhận bitcoin làm tiền tệ hợp pháp đó thì nếu như các bạn đi mua đồ đi các bạn muốn thanh toán bằng bitcoin thì người kia không thể nói là không chấp nhận tại vì bitcoin đã coi như là tiền tệ hợp pháp ở El Salvador rồi. Đối với Brazil đó thì đây là cái khuôn khổ pháp lý để cho những cái công ty Brazil có thể sử dụng bitcoin để mà thanh toán các bạn. Đây là cái thông tin lớn mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà ở trong những cái dự luật này đó cũng có một điều rất là thú vị đó chính là có một phần đó, liên quan tới việc là những cái công ty đại sẽ được hưởng cái lợi ích là có thể được giảm thuế thì cái phần đó đã không được thông qua các bạn kế đó nữa chúng ta cũng có một phần nói là những sàn giao dịch ở Brazil đó thì không thể trộm lẫn tiền của khách hàng với tiền của công ty cái phần này cũng không có được thông qua luôn thì không biết tại sao các bạn tại vì chúng ta thì được đây cũng là một cái luật tốt mà có thể chống lại những cái sự kiện như là sàn FTX xảy ra tại vì sự kiện sàn FTX là tại vì tiền khách hàng bị trộn lẫn với lại công ty dẫn đến sự thua lỗ rồi sau này bây giờ không còn tiền để mà bồi thường cho khách hàng nữa nhưng mà cuối cùng cái phần đó cũng không có được thông qua đây là hai phần lớn mà không được thông qua còn cái phần còn lại đó liên quan đến công nhận crypto là phương tiện thanh toán và những sàn giao dịch hoạt động hợp pháp ở Brazil thì cái phần đó là được thông qua chúng ta nên biết đây là một dự luật mà thôi tuy đã được thông qua rồi bây giờ cái bước cuối cùng là phải được ký bởi tổng thống Brazil rồi sau đó mới trở thành luật thì nhiều bạn nói là chúng ta vẫn chưa chắc 100% thì đương nhiên rồi các bạn không có gì là chắc chắn 100% hết nhưng mà nếu như mà Brazil đó hoạt động như đồng Hoa Kỳ thường không biết là chính trị Brazil ra sao nhưng mà ở Hoa Kỳ đó thường nếu như mà một cái dự luật được thông qua bởi quốc hội có nghĩa là thông qua bởi thường viện hạ viện được bỏ phiếu bởi cả hai đảng thì thường đó cái dự luật đó sẽ được thông qua và ký bởi tổng thống đó các bạn tại vì trong cái thời gian mà thiết kế dự luật đó thì đã trưng cầu ý kiến của tổng thống rồi và tổng thống đã đồng ý chứ nếu không nó sẽ rất mất thời gian. Ở Brazil thì không biết nhưng mà nếu như mà tương tự như Hoa Kỳ thì khả năng thông qua rất là cao. Thường sẽ chia sẻ thêm thông tin khi mà thuận có thêm tài liệu. Và chúng ta cũng có một thông tin khác liên quan tới Telegram các bạn Thì chúng ta đã biết là Telegram là một cái ứng dụng mà được sử dụng rất là nhiều trong thị trường crypto này Và cách đây thường nhớ là 2 ba năm gì đó đó các bạn đã nhớ là Telegram đó muốn có một cái mạng lưới phi tập trung có tên là Thon thông nhớ đó là Telegram Open Network nhưng mà cuối cùng đó thì cái dự án đó đã bị hủy bỏ tại vì sau đó thì SEC ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đó, đã lên tiếng nói đây là một cái chứng khoán nếu như mà Telegram có một token đó, thì có thể là gặp nhiều rắc rối cuối cùng họ đã hủy bỏ cái dự án đó nhưng mà dự án đó đó thì lại được cộng đồng của Telegram đã tự phát triển chứ không phải là công ty của Telegram và theo thông hiểu đó thì đã có hai mạng lưới được phát triển thứ nhất đó là Newton và thứ hai là Toncoin và đây là hai dự án được hoạt động trực tiếp bởi cộng đồng của Telegram. Thì thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay đó là Telegram sẽ tiến tới thêm một bước nữa. Bây giờ đó họ sẽ sử dụng cái dự án có tên là Toncoin. Đây không phải là một đồng mà họ tự tạo ra, đây là đồng mà cộng đồng tự tạo ra. Cho nên theo được hiểu đó nó sẽ không có liên quan gì đến công ty Telegram hết Giống như là một ai đã tạo ra một đồng rồi Telegram đó chấp nhận đồng đó là cái đồng chính thức trên mạng lưới của họ Thì họ sẽ sử dụng cái đồng đó và họ sẽ gây dựng Thứ nhất đó là một cái ví điện tử ở trên Telegram Đây là cái ví mà các bạn có thể tự lưu trữ khóa cá nhân của mình Và thứ nhì họ sẽ tự tạo ra một cái DEX, một cái sàn giao dịch phi tập trung trực tiếp kết nối với Telegram thì đây là bước tiến tới cái Telegram nói chung thì họ cũng sẽ tiếp tục tiến tới với thị trường crypto này. Trước đây họ không thể tự ra cái token của mình. Bây giờ cộng đồng tự ra một token, họ sẽ dùng cái token đó để mà tiếp tục phát triển cái xu hướng thiên về crypto của công ty Telegram này. Khi đó chúng ta có thông tin liên quan tới sàn Gemini nè các bạn, mặc dù là bây giờ sàn Gemini đó cũng đang bị chỉ trích tại vì cái sản phẩm Earn á, bây giờ đang ngưng withdraw, sang thì vẫn hoạt động, các bạn vẫn có thể rút tiền được bình thường ngoại trừ là ở trong sản phẩm Earn mà thôi, nhưng mà sàn Gemini đó thì vẫn à, được thông qua bởi nước ý các bạn thì uh, sàn Gemini đây nhận được bằng hoạt động ở nước ý để trở thành uh, một trong những đơn vị cung cấp thanh toán sử dụng thì kỹ thuật số và ở thổ nhĩ kỳ ở Greece thì cũng đã nhận được cái bàn hoạt động để có thể hoạt động như là một sàn giao dịch thì nói chung sàn Gemini vẫn tiến tới và đã có bàn hoạt động ở nước ý và ở nước thổ nhĩ kỳ và chúng ta cũng thấy được là sàn Binance cũng tiếp tục tiến tới và đã thu mua lại một cái sàn giao dịch có tên là SEBC và đây đó là một cái dấu ấn Binance đã trở lại Nhật Bản rồi các bạn. Và các bạn nào mà không rành thì Binance trước đây năm 2017 là ở Trung Quốc. Rồi sau đó các bạn đã nhớ là Trung Quốc đã cấm ICO rồi cấm sàn giao dịch, lúc đó là khoảng tháng 9 thì Binance đã chuyển qua Hồng Kông. Rồi sau đó Hồng Kông cũng cấm luôn, dẫn đến là Binance đã phải chuyển qua bên Nhật Bản. Rồi một thời gian sau đó Nhật Bản cũng nói là Binance không có thể hoạt động hợp pháp ở Nhật Bản được. Rồi sau đó Binance lại phải đi đến một cái vùng đảo khác. Nói chung thì những ngày đầu tiên của sàn Binance cũng rất là khó khăn. Như bây giờ đó thì sàn Binance đã lớn mạnh rồi và mua lại cái sàn SEBC này của Nhật Bản và đây là đánh dấu sự trở lại của Binance ở Nhật Bản thì các bạn đã thấy được là mặc dù chúng ta vẫn đang đối đầu với là cái sự kiện contagion cái sự kiện lan tỏa từ FTX từ Three Capital nhiều cái sự lo ngại trên thị trường nhưng mà chúng ta nhìn lại đó thì thật ra là có nhiều sự thay đổi nhưng mà thật ra cũng không có gì thay đổi những người nào đó mà không thích crypto thì họ cũng sẽ sử dụng cái sự kiện FTX để làm công cụ để có thể thúc đẩy những cái luật những cái suy nghĩ mà không tốt về crypto họ đã có từ lâu rồi chứ không phải là tại vì FTX họ mới thay đổi đâu và những người mà thích crypto đó thì họ cũng hiểu được là sàn FTX là sàn FTX không liên quan gì đến thị trường crypto hết sàn FTX là cái sự thất bại của một công ty tập trung chứ không phải là sự thất bại của crypto và người ta vẫn sẽ tiếp tục tiến tới mà thôi cho nên Thuận mới nói với các bạn là thật ra nếu như mà các bạn hỏi thuận là cái sự kiện của sàn FTX có thay đổi gì hay là không thì đương nhiên ngắn hạn nó cũng có sự ảnh hưởng cho bạn đã thấy được bây giờ người ta lo sợ rút tiền ra khỏi những sàn giao dịch những sàn giao dịch bây giờ đó là lại phải chia sẻ cái thông tin là họ còn bao nhiêu tiền ở trên sàn họ đang lưu trữ hiện tại vân vân thì đương nhiên những cái đó là những cái thay đổi nhưng mà thật ra nhìn dài hạn hơn đó thì những sự kiện liên quan tới FTX đó, thì cũng thật sự không thay đổi gì về cái xu hướng chung của thị trường crypto hết như là thằng Dư chia sẻ với các bạn ai thích thì sẽ tiếp tục thích mà thôi và ai ghét sẽ tiếp tục ghét mà thôi FTX trở thành một cái cớ mà thôi thường chia sẻ thêm với các bạn trong video ngày mai liên quan tới một số động thái đến từ ECB ngân hàng trung ương của châu Âu có một thông tin nhưng mà nó cũng khá dài thường chia sẻ ngày mai với các bạn cũng như chúng ta sẽ nói tới một số động thái ở Hoa Kỳ liên quan tới luật là như thế nào và các bạn có biết là mùa downtrend thì thường sắp kết thúc khi mà thị trường tươi tả thêm nổi mà hết meme hay không Có nghĩa là các bạn thấy được là mới đầu giá đi xuống thì có rất nhiều meme Tới bây giờ các bạn lại thấy là không còn bao nhiêu meme để chia sẻ hết Và có tin tệ đến mấy đó bạn chỉ có thể cười Và bạn nghĩ là phần lớn mọi người cũng như bạn nên thì chúng ta có thể là đã sắp kết thúc cái mùa đào trade rồi đó các bạn rồi, thường thì nó giận một chút mà thôi, chúng ta cũng có một số cập nhật liên quan tới uh, SBF và FTX các bạn Và thường sẽ chia sẻ thêm cái tài liệu mà nhiều bạn muốn biết, đó chính là tài liệu liên quan tới cái cuộc phỏng vấn ngày hôm nay với lại Andrew Sorkin ở cái hội nghị Dealbook như thế nào thì trước hết đó, chúng ta thấy được là gần đây có những cái thông tin về Sam Bankman Fried cũng phỏng vấn với lại nhiều người và thật ra đây đó cũng khá là khác cái đặc bạn thường đó, là một người mà trong cái thời kỳ mà có thể bị điều tra hay là trong cái thời kỳ nhạy cảm mà tất cả những câu nói của mình đều có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa đó thì họ thường sẽ lựa chọn là im lặng là sẽ tốt hơn chúng ta đang thấy là những người như là CEO của Celsius cũng rất là im lặng chúng ta thấy được CEO của Voyager cũng rất là im lặng, CEO BlockFi cũng rất là im lặng luôn các bạn, tại vì đây là cái cách tốt nhất để mà bảo vệ mình trong trường hợp này. Nhưng mà ngược lại, đã xem với mình free thì lại nhận phỏng vấn khắp nơi và lại nói nhiều thứ đó có thể là ảnh hưởng rất xấu đối với mình. Nhưng mà ngược lại đó thì có nhiều người cho là Sam cố tình làm như vậy Đừng chia sẻ với các bạn một số điều được chia sẻ Các bạn thực đây đó là một cái bài phỏng vấn với lại vblogger có tên là Tiffany Phong Thì trong cuộc phỏng vấn này đó điều mà chúng ta thấy nhiều người nói đến là Sam nói là Sam chưa bao giờ xem cái mã nguồn của FTX và thật ra Sam cũng không phải là một cái coder đâu cho nên nói chung cũng không có biết gì nhiều về cái sự việc bên trong như thế nào và các bạn cũng sẽ thấy là trong cái cuộc phỏng vấn với Andrew Sorkin ngày hôm nay đó thì Sam cũng liên tục nói là thật sự cũng không có quản lý rõ về Alameda và cũng không biết chuyện đang xảy ra thì có phải là Sam đó thực sự là không biết gì là một người mà không có tài năng mà lại được quản lý như công ty này cho nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay hay là thật sự là Sam chỉ muốn nói như vậy để đánh lừa mọi người là Sam thật sự là một người không có tài năng mà không biết gì hết tại vì khi mà ra tòa đó người không biết thì có thể là không có tội cái đó thì Thường không có thể nói được đâu các bạn Nhưng mà tôi sẽ chia sẻ một số thông tin với các bạn Cho dù Sam nói sao đi nữa đó Thường cảm thấy được là nếu nói Sam không biết gì và không liên quan nên Thì điều đó cũng không hợp lý đâu và hiện giờ đó thì Sam nói là Sam chỉ còn có 100 ngàn thôi các bạn trong ngân hàng Trước đây đó, tài sản thì tới mười mấy hai mấy tỷ bây giờ chỉ còn 100 ngàn thôi Thì Sam thực sự còn 100 ngàn hay là chỉ nói như vậy đến là cứ mọi người Tại vì Sam thực sự là muốn giấu tiền à, để có thể sử dụng sau này Cái đó chỉ có Sam mà biết mà thôi nhưng mà đây cũng là điều được chia sẻ bởi Sam cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và thêm vào đó đó thì à, sàn FTX nói là tuy là một số người nói là những cái à, người dân ở đảo Bahamas khi mà sàn FTX ngưng không được withdraw thì người dân ở đó vẫn có thể là withdraw được tại vì theo luật của đảo là không được withdraw nhưng mà nhiều người nói là cho dù là mình sống ở đảo Bahamas mình cũng không có withdraw được từ sàn FTX tại vì họ không đi withdraw nhưng mà có dẫn chứng cho thấy được là một trong những người mà có thể withdraw được mặc dù người khác không thể withdraw được để chính là các bạn biết không đó chính là em của tổng trưởng lý của Bahamas Tổng thư lý Bahamas lại đó chính là cái người mà đã đứng ra chia sẻ lời phát biểu đến từ chính phủ Bahamas mà chúng nó chia sẻ trong video ngày hôm qua với các bạn. Điều thú vị ở đây đó là có nhiều dẫn chứng cho thấy được là em của ông ta thì có thể là withdraw được, mặc dù người thường không withdraw được. Và Sam đó chính là người mà đã ra cái lệnh này để cho sàn cho em của tổng trưởng lý của Bahamas có thể rút tiền được. Tại vì nếu không đó thì Sam nói đó sẽ có nhiều người giận dữ ở chính phủ Bahamas Cái cảm giác của Thuận ở đây đó là giữa Sam và chính phủ của Bahamas Có gì đó nó không rõ ràng các bạn Các bạn có biết là cái bài chia sẻ bởi tổng chương lý của Bahamas ngày hôm qua đó là được retweet Có nghĩa là được share bởi Sam Thì có nhiều người đã nói là cái đó nó cũng có cái gì đó nó mờ ám ở đây và thậm chí hôm nay khi được hỏi về chính phủ bahamas thì sam cũng không có trả lời đâu các bạn nói là có nhiều thứ không thể trả lời được có nhiều người cho là có thể là sam đang bị chính phủ bahamas uy hiếp cũng có thể hay là có nhiều người nói là thật ra sam đã đang trả tiền để được bảo vệ bởi chính quyền bahamas cũng có thể luôn chúng ta không biết được chỉ là chúng ta biết là có sự cái gì đó không rõ ràng ở đây mà thôi và bây giờ chúng ta hãy nói tới cái hội nghị ngày hôm nay đi New York Times đã có một hội nghị ngày hôm nay có tên là New Book Summit Đây là cái hội nghị mà cũng tốn rất nhiều tiền đó các bạn Nếu như các bạn muốn tham gia đó hay là xem đó, thì phải tốn hình như là 2 rưỡi đô đó các bạn Hội nghị này đó là mời rất nhiều nhân vật lớn Các bạn thấy được không biết tại sao mà Ben Affleck được mời tới Ben Affleck là một người đóng phim ở Hoa Kỳ Nhưng mà chúng ta có, các bạn đã thấy được CEO của TikTok cũng được mời đến Chúng ta có Leo Finn, CEO của BlackRock chúng ta có Reed Hastings, CEO của Netflix, chúng ta có Andy Jassy, CEO hiện tại của Amazon, chúng ta cũng có Thủ tướng của Israel, cựu phó tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, chúng ta cũng có tổng thống của Ukraine và CEO của Meta là Mark Zuckerberg. Tất cả những người nổi tiếng đều được mời đến nhưng mà tham gia hội nghị này và các bạn có biết một người nữa cũng được mời đến đó chính là Sam Bankman-Fried. Thì thật ra Sam như thường chia sẻ đầu video là chúng ta chỉ thấy Sam tham dự trực tuyến mà thôi chứ không phải là đến New York để mà tham dự. Nhưng mà trước khi nói về Sam đây chúng ta thì được là có cuộc phỏng vấn với lại CEO của BlackRock đó chính là Larry Đương nhiên một trong những câu hỏi đó được hỏi là liên quan tới FTX rồi Các bạn thấy được người dẫn chương trình đó là Andrew Sorkin Thì Andrew Sorkin cũng là người dẫn chương trình trên đài CNBC mà nhiều bạn có thể là cũng đã từng xem qua Andrew Sorkin đó đã hỏi trực tiếp CEO của BlackRock BlackRock đó là công ty đầu tư lớn nhất thế giới hiện bây giờ rồi các bạn Và BlackRock đó cũng đã từng đầu tư vào FTX và đã bị lỗ 24 triệu thì khi mà được hỏi đó thì CEO của BlackRock giống như là chỉ muốn trả lời qua loa thôi các bạn nói là lỗ 24 triệu thì có thể là khi mà thẩm định nó có gì đó sơ xuất nhưng mà tóm lại ra 24 triệu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với BlackRock nó chính là cái lời chia sẻ đến từ CEO Larry Fink cũng không muốn nói nhiều đâu nhưng mà giống như cũng muốn nói là đây cũng không phải là cái gì đó quan trọng đối với BlackRock Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got